Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nhỏ To Tâm Sự. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào chuông thông báo và nút đăng ký để luôn cập nhật những video mới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Con nãy có giấy rồi, nếu mà có chính xác, nếu đúng đó. Anh Tấn này con có mẹ, mẹ sẽ không xin cái keo, nếu mà đồng ý á, cho cái keo cho nó đạt hay được chất lượng cho mấy cái anh YouTube chứ khán giả nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình mới anh ca sĩ Randy. Thì quý vị khán giả biết là vừa qua những cái thông tin mà chia sẻ trên cộng đồng mạng cũng như là kênh các anh đi tìm kiếm đó, thì cuối cùng xét nghiệm qua anh Hùng là không trùng khớp. Còn hiện tại bây giờ các anh em YouTube, một số anh đang đi tìm những cái thông tin để tiếp tục hỗ trợ cho anh Randy. Hiện tại thì quý vị khán giả biết là ai cũng có cái hy vọng, mặc dù là nhỏ nhoi, những cái thông tin là không như trước đây là về anh Hùng với chị Tuấn. Những cái thông tin đó thì cho chúng ta thấy là nhiều cái niềm tin hơn. Còn bây giờ thì một số anh đi tìm những cái thông tin mà đâu đó nghi ngờ. Quý vị khán giả thấy là cuối cùng thì bao nhiêu bà mẹ hành trình đi tìm mẹ của anh Randy đã 20 năm rồi, mà biết bao nhiêu bà mẹ những cái thông tin hầu như là chia sẻ chính xác, nhưng mà cuối cùng xét nghiệm ADN thì chúng ta mới thấy là kết quả cuối cùng là không trùng khớp. Nhiều người xem mà khán giả trong và ngoài nước cũng hy vọng lắm, nhưng mà cuối cùng rồi lại là thất vọng quý vị khán giả. Bởi vậy cho nên là khi mà xét nghiệm lần nào thì anh Randy ảnh cũng tâm sự chia sẻ với quý vị khán giả là ảnh cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Ảnh nghĩ là xét nghiệm thì hy vọng, có hy vọng thiệt, nhưng mà ảnh chuẩn bị tâm lý là ảnh không có buồn, tại vì trải qua bao nhiêu lần rồi đi xét nghiệm hầu như là cứ nghi ngờ 100% không quý vị khán giả, nhưng mà xét nghiệm rồi là không trùng khớp. Thành ra những cái cuộc mà tìm kiếm lần nào đi xét nghiệm thì anh Randy anh bảo là có một chút gì đó cũng lo lắng, cũng chờ đợi, cũng hy vọng, nhưng mà không quá hy vọng để rồi thất vọng. Cho nên chuẩn bị tâm lý. Thật sự mà nói đó, cộng đồng trong và ngoài nước vô cùng thương mến anh Randy, và ai cũng mong cho anh Randy tìm lại được cội nguồn. Có nhiều khán giả bảo rằng là lục tung hết Việt Nam rồi mà không tìm ra người mẹ cho anh Randy hoặc là anh em. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là nhiều anh em YouTube đang hỗ trợ anh Randy tìm kiếm thêm cái thông tin. Hiện tại thì một số anh em giống như là anh Công Trần TV và các anh em khác nữa đang đi tìm, và đang có ba cái nguồn thông tin mà đâu đó thì khán giả cũng như là các anh em cũng đang hy vọng dữ lắm luôn quý vị khán giả. Hiện tại thì một số anh em cũng đang chờ xét nghiệm quý vị khán giả. Nếu như mà cái kết quả giữa anh em với nhau thì khoảng là từ 8 đến 10 ngày đó quý vị khán giả. Như lần trước thì anh Hùng là khoảng 8 đến 10 ngày, thì lần này cũng vậy. Vì xét nghiệm qua anh em thì sẽ lâu hơn, cái tiến trình phân tích của bên các bác sĩ nó sẽ phức tạp hơn cho nên kéo dài. Thì bây giờ chúng ta hãy chờ đợi. Hôm nay thì Phương Văn chia sẻ cái thông tin mới cho quý vị khán giả để tiếp tục cập nhật theo dõi, là hiện tại thì một số anh cũng đang xét nghiệm ADN để chúng ta chờ cái kết quả xem có trùng khớp hay không. Có những cái thông tin mà đôi khi chúng ta không hy vọng lắm, biết đâu được có cái sự may mắn thì trùng khớp thì sao. Còn những người đôi khi chúng ta hy vọng quá, những cái thông tin mà hầu như là chính xác 99%, 100% đó là khán giả dự đoán, nhưng mà cuối cùng rồi không trùng khớp thì người trong cuộc buồn ít, nhưng mà khán giả lại buồn nhiều. Tại vì khán giả quá hy vọng, quá hy vọng, phải nói là đặt cái tuyệt đối lên 100% luôn, nhưng mà cuối cùng rồi là cái nỗi niềm buồn bã khi mà có kết quả. Có nhiều khán giả gọi cho Phương Văn nói: Phương Văn ơi, buồn quá, sau khi xét nghiệm giữa anh Randy và anh Hùng không trùng khớp, khán giả lại thất vọng, buồn hết sức là buồn. Nhưng quý vị khán giả thân mến, đôi khi cái điều gì sự thật thì nó sự thật, còn chúng ta đoán thì không thể nào chính xác được, cho nên phải qua xét nghiệm ADN, biết đâu được những cái thông tin nhỏ nhoi mờ mịt
nhưng mà xét nghiệm ADN trúng thì sao? Bây giờ thì còn một số bà mẹ quý vị khán giả cũng chia sẻ rằng là tên của Trần Quốc Tuấn nghi ngờ là con của mình. Có những bà mẹ nói cái thông tin sinh ra như vậy đó, chứ bây giờ là cũng ngại không dám đi xét nghiệm vì sợ là nói là anh ca sĩ Randy nổi tiếng rồi bây giờ các bà mẹ nghèo khổ không có dám. Nhưng mà thực sự khi mà tìm ra mẹ con hoặc là người thân của mình thì trước mắt không ai nghĩ tới là giàu sang nghèo khó gì đâu, là mong một cái điều duy nhất là xét nghiệm tìm ra nguồn cội và mẹ con mà thôi. Còn những việc đó thì từ khán giả cho tới người trong cuộc cũng không có nghĩ cái chuyện đó đâu. Tuy nhiên một số khán giả thì sợ là cái người trong cuộc giống như các bà mẹ vậy đó, là đi xét nghiệm mà nói là nhận con mình rồi thấy anh Randy nổi tiếng này kia nọ thì các bà mẹ lại e dè ngại, sợ cái xét nghiệm không trùng khớp rồi nói anh Randy nổi tiếng rồi đi tìm tới này kia nọ. Thật sự cái sự chia sẻ của các bà mẹ rất là thấy thương. Người trong cuộc thì ngại như vậy, nhưng mà khán giả thì không có nghĩ vậy đâu. Cho nên là hiện tại nếu như mà bà con cô bác, cộng đồng mạng trong và ngoài nước, nếu biết được cái thông tin nào hữu ích thì hãy cung cấp về cho các kênh anh em để tiếp tục hỗ trợ đi tìm kiếm cho anh Randy. Còn bây giờ thì chúng ta cũng chờ đợi những cái kết quả xét nghiệm tiếp theo của các bà mẹ. Đó là một cái thông tin mới để cho quý vị khán giả xem và tiếp tục xem những cái thông tin và hy vọng tìm ra cái nguồn cội của anh Randy sắp tới. Biết đâu được những cái thông tin mờ mịt giữa anh em chia sẻ là mẹ đã mất rồi, giống như bên anh Công Trần chia sẻ đó quý vị khán giả, anh Tị ảnh cũng nói là trước khi mà mẹ sinh ra ảnh thì cũng có một người con lai thất lạc tên là Trần Quốc Tuấn đó, mà mẹ bây giờ đã mất rồi. Thì ảnh nói là ảnh xin keo, nếu mà mẹ có thương, mẹ có chỉ đường dẫn lối thì xin keo được. Thì ảnh cũng có xin keo đó quý vị khán giả. Đó là cái niềm tin của mỗi người thôi. Hiện tại thì xin keo rồi và cái mẫu xét nghiệm thì chúng ta thấy chờ đợi để đi xét nghiệm mới biết như thế nào. Tại có những cái thông tin hình ảnh không có nè, rồi những cái thông tin về cho ở đâu, thất lạc ở đâu đó thì cũng không có biết luôn. Chỉ biết rằng là mẹ mình sinh ra có một người anh Mỹ lai và cái độ tuổi khoảng là tầm cái độ tuổi của anh Randy đó, 70-71 gì đó. Và tất cả những cái thông tin còn lại thì lại không có mờ mịt quá. Còn những ở thông tin khác nữa, và một cậu thì cũng nói là chị gái của mình ngày xưa đi làm ở Đà Nẵng đó, thì sinh ra một người con Mỹ lai, thì đâu đó cũng nghi ngờ là anh Randy. Và đồng thời mẹ đó cũng sinh ra một người con thứ hai là Mỹ Trắng, nhưng mà cái anh Mỹ Trắng đó rất là may mắn là ở với cậu ruột, ở với cậu ruột lớn mười mấy tuổi rồi sau đó là mới đi sang Mỹ. Còn anh Randy thì cho rằng là đã được sinh ra là cho rồi, cho người khác rồi, cho nên là không có ở với mẹ được lâu đó. Thì cái mối thông tin nghi ngờ thôi, nhưng mà bây giờ kết quả phải tìm ra anh em đó, rồi cũng đồng ý xét nghiệm giống như anh Hùng như vậy. Chỗ một cái anh mà người cậu đó chia sẻ những cái thông tin thì bây giờ cũng phải cần xét nghiệm anh em, chứ mẹ thì cũng mất rồi. Còn chỗ anh Tị thì cũng cần xét nghiệm anh em. Và hiện tại có bà mẹ ở Huế đó quý vị khán giả, nếu như mà xét nghiệm thì chúng ta hãy chờ 4-5 ngày, đồng ý xét nghiệm thì 4-5 ngày thôi quý vị khán giả, rồi chúng ta sẽ biết cái kết quả. Mà hy vọng trong những cái thông tin của những người này là nó có cơ sở. Vì biết sao không, là thông tin của bà mẹ để lại là mẹ sinh ra có một người Mỹ lai cũng tên là Trần Quốc Tuấn. Mà quý vị khán giả, trong những cái video trước Phương Văn cũng có chia sẻ là anh Randy anh nói là trong cái trại mồ côi đó là nhiều người tên Trần Quốc Tuấn lắm, từ con lai hoặc là con người Việt cũng tên Trần Quốc Tuấn đó quý vị khán giả. Thì hôm trước Phương Văn nói không hiểu, nhờ khán giả nào giải thích dùm, thì có một khán giả cũng đã giải thích cho chúng ta biết là tên Trần Quốc Tuấn đó, thay vì đặt cái tên đó để nhớ về nguồn cội của Việt Nam, cho nên là đặt tên Tuấn đã rồi họ Trần. Thì thời điểm đó là giống như là đẻ con ra rồi không có bảo vệ được con mình vì cái hoàn cảnh nào đó,
Thứ nhất là về lịch sử chiến tranh ha. Rồi thời điểm đó là cũng không có nuôi được con, rồi sinh ra sợ hàng xóm láng giềng dị nghị, rồi cha mẹ thì khó khăn nữa. Thời đó thì khi mà một người con gái mà không chồng mà sinh con như vậy thì cha mẹ cũng không chấp nhận, và cái lời ra tiếng vào, cho nên cuối cùng thì bà mẹ không thể nào bảo vệ được con mình, đành phải cho. Và cho đó thì muốn đặt tên con mình để nhớ về nguồn cội của Việt Nam, thì đặt tên là Trần Quốc Tuấn. Thành ra trong cái trại mồ côi đó, anh Randy ảnh nói là trong đó quá chừng nhiều người tên Trần Quốc Tuấn lắm, chứ không phải một mình anh đâu. Cho nên là các bà mẹ nghi ngờ con mình tên Trần Quốc Tuấn, có thể là anh Randy, cũng có thể là trong các anh mà ở trong trại mồ côi đó, biết đâu bây giờ ảnh đã sang Mỹ hết rồi. Thành ra đây là những cái thông tin cũng rất là bổ ích để cho các anh hiện tại, anh nào tên Trần Quốc Tuấn, con là con lai hoặc là không phải là con lai đi nữa, thì nếu mà biết mình là ở ở trong trại mồ côi ra, thì hy vọng sẽ tìm về các bà mẹ này có con tên là Trần Quốc Tuấn để tiếp tục xét nghiệm. Quý vị khán giả thân mến, đôi khi hành trình tìm mẹ của anh Randy đó, 20 năm trời, bà con cô bác xa gần đều thấy thương anh Randy, tại vì cái nỗi khát khao muốn tìm về cội nguồn xem mẹ mình ra làm sao. Nếu như mà cách nay 20 năm á quý vị khán giả, trong cái thời điểm mà về phát triển về YouTube như thế này, thì chắc có lẽ là anh Randy cũng tìm ra những cái thông tin mà hữu ích và chia sẻ được rộng rãi trên cộng đồng mạng. Còn cách đây 20 năm thì những cái thông tin đó nó mờ mịt và chỉ có đài truyền hình một lần lên sóng thôi, và ít có ai cũng xem được, vì nhà cũng có tivi rồi, ít có ai xem được cái thông tin đó, chứ không phải như bây giờ mà tìm kiếm thì nó dễ dàng hơn. Mà đã 20 năm trôi qua rồi, quý vị khán giả thấy là biết mẹ ruột của anh Randy đó có còn hay không, hay là đã là ra đi rồi. Cho nên là tới tận 20 năm, còn bây giờ các bà mẹ còn hiện tại á, thì cũng đã bảy mươi mấy 80 rồi. Đôi khi có những bà mẹ cũng không còn nhớ, và có những bà mẹ là quá già, cho nên là mòn mỏi đi tìm con. Thời gian thì không còn chờ đợi được nữa. Hy vọng là cũng cầu trời cẩn Phật cho anh Randy anh tìm lại được người thân của mình sớm. Đó là khán giả chia sẻ. Khán giả nói mong lắm, mong là trời Phật giúp đỡ cho anh Randy, và mong những cái thông tin mà hữu ích để cho anh Randy tìm lại được người thân của mình. Và có một quý vị khán giả cũng là một cô lớn tuổi, cô cũng có cái hoàn cảnh giống như là anh Randy đó. Trước đây cũng đã từng nuôi người con Mỹ trắng, đó là nuôi giùm bà chị, tại vì bà chị bà sinh ra bà chị không dám nuôi, cho nên cho người dì nuôi, thì người dì nó là đi sinh của người khác về nuôi. Thành ra nuôi khi mà mười mấy tuổi, khi mà nuôi tới mười mấy tuổi rồi sau đó mới đi Mỹ, thì lúc đó thủ tục đi Mỹ cả mẹ ruột và người con lai Mỹ trắng nó đi Mỹ đó, thì cái trường hợp đó là vẫn còn cái niềm vui là có mẹ bên cạnh mà không dám nhận, nhưng mà biết bà dì bà nuôi giùm đó. Quý vị khán giả thấy nhiều lúc cái hoàn cảnh éo le nó cũng là thấy rất là thương, vì hoàn cảnh mà đâu có ai có thể bỏ con mình được, nhưng mà không thể nào mà nhận con mình được, không thể nhận làm con. Và cái thời khắc lịch sử chiến tranh đó đã đi qua, thì bây giờ đã là thay đổi rồi, được mở rộng rồi, và được chia sẻ rộng rãi những cái thông tin. Cho nên các bà mẹ hãy mạnh dạn chia sẻ, nếu như mà có con lai hoặc là có đứa con thất lạc gì đó, hãy chia sẻ lên cộng đồng mạng để rồi các anh em YouTube sẽ hỗ trợ chia sẻ những cái thông tin rộng rãi để những anh em đi nước ngoài bên Mỹ hoặc là các nước khác mà có cái thông tin để tìm về nguồn cội ở Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta thấy là hy vọng ở bà mẹ ở Huế, nếu mà xét nghiệm thì chúng ta thấy chờ đợi khoảng 4 5 ngày. Còn nếu mà xét nghiệm ở anh em ở anh tị và một anh nữa, một anh chị em nữa, đó là người cậu chia sẻ bên kênh anh Tuấn Vĩ đó, thì chúng ta thấy là hiện tại có ba cái nguồn thông tin mà để xét nghiệm với anh Randy. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những cái thông tin tiếp theo. Có gì thì Phương Văn sẽ chia sẻ cập nhật tiếp theo cho quý vị khán giả
hóng thêm một cái tình hình mới và những cái diễn biến mới sắp tới giữa anh Randy, tìm ra những cái manh mối, những cái thông tin nào hữu ích nhất và có thể đâu đó chúng ta bỏ qua, chúng ta làm lơ, nhưng mà biết đâu được rất là may mắn là trùng khớp thì sao. Thì cái điều đó thì chúng ta biết là cầu may thôi, cầu may cho anh Randy, cũng như là có cái duyên của các anh em YouTube đi hỗ trợ tìm kiếm. Thôi thì hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ những cái thông tin mới như vậy để cho quý vị khán giả tiếp tục cập nhật tình hình và theo dõi những cái video để biết được cái thông tin sắp tới anh Randy sẽ có những cái thông tin nào, cập nhật những cái thông tin ở anh nào có khả năng trùng khớp, và biết đâu được chúng ta có một cái bất ngờ. Nếu như mà cái thông tin chúng ta bỏ qua mà xét nghiệm được thì trùng khớp thì chúng ta nói trời ơi, ngày xưa không nghĩ là anh em, tại vì thông tin mờ mịt quá. Nhưng mà biết đâu được trùng khớp thì cái niềm vui rất là vỡ òa luôn khán giả ơi. Thôi thì Phương Văn xin phép chia sẻ những thông tin tới đây. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.